Cánh bật nám tàn nhang không phải ai cũng biết bằng quả mướp đắng này. Mướp đắng được biết đến là cách làm đẹp da tự nhiên, đơn giản và hiệu quả. Trong đó, tác dụng làm mờ thâm nám, tàn nhang đặc biệt được chị em đánh giá cao. Mướp đắng là bài thuốc điều trị da liễu khá hiệu quả trong dân gian. Thành phần chủ yếu của mướp đắng là glutathione, vitamin C có khả năng ức chế phần nám mặt, đồng thời đắp mặt nạ. Mướp đắng còn chứa vitamin E, giúp cấp ẩm, làm đẹp da sau khi sử dụng. Cách làm vô cùng đơn giản, các bạn tham khảo cách làm sau đây nhé. Mình chọn mướp đắng tươi, không quá già, không quá non. Mình dùng sữa tươi không đường. Mướp đắng mình lọc bỏ ruột, sau đó đem đi thái nhỏ. Cho mướp đắng vào máy xay sinh tố, thêm sữa tươi không đường vào để được hỗn hợp nhuyễn mịn. Đem xay nhỏ hỗn hợp này. Đầu tiên, mình vệ sinh da mặt thật sạch. Sau đó, dùng hỗn hợp bôi lên da mặt thật đều. Vừa thoa vừa dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng. Hãy đắp mặt nạ 15 phút, sau đó bạn rửa lại mặt là xong. Hỗn hợp còn thừa mình để tủ lạnh, ngăn mát, dùng cho lần sau. Chú ý, loại mặt nạ này chị em nên dùng tần suất phù hợp để da hấp thụ các chất và làm mờ vết thâm, nám hiệu quả hơn. Mỗi tuần mình đắp 2 đến 3 lần nhé. Không nên lạm dụng quá các chị em nha. Chúc các chị em áp dụng thành công.